Hello các anh em, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi thì một năm kinh tế buồn sẽ trôi qua. Thực sự đây là một năm mà mình ăn mì tôm nhiều nhất từ trước tới giờ. Quá là đói, quá là buồn. Ok, thì hy vọng là sang năm thì cái độ toang sẽ bớt hơn. Mặc dù là có những cái dự báo nó không được tốt cho lắm. Tuy nhiên thì đấy là câu chuyện của sang năm. Còn bây giờ anh em mình hãy vẫn tiếp tục với câu chuyện về nước hoa. Và trong cái chủ đề của ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ đến với các anh em một số những chai nước hoa mà một cá nhân mình đánh giá. Đó là giá vừa phải, giá mềm mại và chất lượng mùi hương thì nó có. Còn là mức độ nào thì là tùy cảm nhận của mỗi người. Có thể có những người cho đó là 4 sao, có những người cho đó là 1 sao. Thì cái chuyện này là chuyện hết sức bình thường. Thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình hãy ngồi thư giãn và let's go! Chai hoa đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đến với các anh em đó là một sản phẩm đến từ thương hiệu Lalic và nó là một phiên bản flanker tiếp theo trong Light and Cranor. Nhưng chai hoa này nó có thêm chữ Sport đó, and Cranor Sport. So sánh với người đàn anh của nó thì chai hoa này vẫn sử dụng những cái nốt mùi cơ bản chủ đạo đó là vetiver. Tuy nhiên ở chai nước hoa này thì nó đã có thêm một chút tươi mát đó. Nó không còn cái u tối, nó không còn một cái gì đấy old school, một cái của người thế hệ cũ nữa. Mà ở chai nước hoa này nó tươi trẻ hơn. Thì khi mà các anh em xịt chai nước hoa này, chúng ta sẽ vẫn thấy cái chất độc đáo, cái độ mượt mà của vetiver. Chúng ta ngửi chúng ta sẽ có một cái cảm giác nó thư thái hơn. Nó không kiểu như là quá nặng nề giống như phiên bản người Anh của nó, Encranor. Thì tất nhiên rồi, Lalic luôn luôn được mình đánh giá là một nhà nước hoa có cái phong cách làm mùi rất là có chất đó. Họ cái mức giá thì không phải là quá đắt và cách làm mùi của họ rất là có tâm. Trong cái thế giới nước hoa ngày càng gọi là ảo ma lẫn lộn, niche indie designer lẫn lộn thì Lalic vẫn giữ cái chất của họ. Thì Encranor Sport mình muốn chia sẻ lên mấy kênh em chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai là một sản phẩm của nhà Lacoste và nó có tên là Lom. Mùi hương của chai nước hoa này là như thế nào? Nói một cách đơn giản, nếu như các anh em thích Dolce & Gabbana The One hoặc là Maison Margiela Jar Club và chúng ta không đủ kinh phí, đây là điều hết sức dễ hiểu đối với các anh em sinh viên hoặc là những anh em nào mà chúng ta không có quá là nhu cầu sử dụng nước hoa. Chúng ta giống như kiểu là thích cái mùi hương giống như kiểu Creed Aventus. Chúng ta thích mùi hương của 540 nhưng mà chúng ta không có nhu cầu phải bỏ ra một cái số tiền rất là lớn để mua một chai nước hoa xịn. Và chúng ta cần một cái mùi hương có cái nét tương đồng và cái giá nó. Thì đây, Lom, Lacoste Lom là mình muốn giới thiệu đến với các anh em. Mùi hương thì như mình đã nói, nó rất khá là tương đồng với The One. Khá là tương đồng với The One và cái mức giá nó rẻ hơn. Thì đó, anh em nào nếu như mà ưa thích cái style mùi như thế và cái này chúng ta không muốn bỏ ra quá nhiều thì đây, sản phẩm của nhà Lacoste để cho các anh em tham khảo. Đó. Chai nước hoa thứ ba đó là một sản phẩm của nhà Elizabeth và nó có tên là Aden Beauty. Có hai cái mà chúng ta cần đến biết qua có về chai nước hoa này. Điều đầu tiên, đây là một chai nước hoa của nữ chứ nó không phải là chính sách hay là của nam. Và cái thứ hai là nó rất khá là giống khoảng 80% với một sản phẩm của nhà nước hoa indie Zulugis, chai nước hoa con ruồi Dragonfly. Mùi hương chủ đạo của chai nước hoa này đó là sen, gạo và một chút iris. Thì tất nhiên rồi, khi mà chúng ta đã xịt dùng đến cái nốt hương sen thì nó sẽ có một cái gì đó nó hơi thiên hướng về nữ. Đó, một cái tông mùi hơi thiên hướng về green. Đó. Và ở chai nước hoa này khi mà chúng ta xịt chúng ta sẽ thấy cái vị thơm nhẹ. Nói chung là nói thế nào nhỉ? Thuần khiết của hoa sen, một chút thơm của gạo và một chút hơi bột bột của iris, một dạng kiểu thế. Với cảm nhận của mình là như vậy. Đây là một chai nước hoa mà nó sẽ có, nếu như anh em nào ưa thích những cái chai nước hoa thuộc tông mùi green, tông mùi của hoa lá cỏ thì Aden Beauty sẽ là một cái sự khởi đầu vừa là ít tiền, mùi hương tinh tế. Đó, thì đấy hai cái mà sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều. Nếu như anh em nào, mình nói lại,
ưa thích cái nhóm mùi green, nhóm mùi của hoa, của lá, của cỏ, những cái gì mà nó liên quan như kiểu là cái buổi sớm tinh mai chúng ta ngửi ấy, thì Aden Beauty sẽ là một cái sự lựa chọn rất là thú vị để cho các anh em. Mình nhắc lại với anh em nào thích cái tông mùi green nhé. Còn nếu như mà không thì chúng ta không nên thử trái hoa này, bởi vì nói chung dù sao thì có thể là với một số anh em ưa thích những cái tông mùi kiểu vetiver hay trầm thì trái hoa này có vẻ là không hợp cho lắm. Đó, trái hoa thứ tư, khá lâu rồi mình không nhắc đến một sản phẩm của nhà CK One Shot, một tông mùi thuốc lá giá sinh viên. Điều mà chúng ta luôn luôn được nghe đến về trái nước hoa này. Thật ra thì trong quá khứ mình đã nói về nhiều trái nước hoa này rồi. Hôm nay thì mình không nói lại nữa. Tuy nhiên, một chai nước hoa thuốc lá giá mềm và hiệu năng mùi cũng rất là tốt, thì CK One Shot muốn giới thiệu đến cho các anh em. Chai nước hoa thứ 5. Thực tế thì mình đã có ý định mình nói về chai nước hoa này rồi. Tuy nhiên hôm trước thì khi mình nói về chai nước hoa Bentley Intense for Men thì có một người anh em đã comment là anh nên nói về chai nước hoa này. Thì hôm nay mình muốn nói giới tiện, thì mình muốn nói luôn. Chai thì mình không có ở đây nhưng mình đã được ngửi rồi. Đó là Bentley Edition Black. Khác với phiên bản Intense, nó sử dụng những cái nốt ví dụ như da thuộc, rượu. Đó, những cái nốt ra mùi hương mà rất là trầm, rất là nam tính, rất là đàn ông. Thì ở phiên bản Edition Black, nó sử dụng hai nốt hương tiêu biểu, đó là hoa Violet kết hợp cùng với tông Woody gỗ. Thì khi mà các anh em ngửi chai hoa này, chúng ta sẽ thấy cái vị phấn của hoa Violet trên cái nền gỗ. Nói chung là sẽ rất là nịnh mũi, nó sẽ dễ ngửi hơn so với phiên bản Intense. Nhắc một chút về cái vị phấn của hoa Violet thì nó so với hoa Iris nó sẽ khác. Tất nhiên thì anh em nào phải ngửi thì chúng ta sẽ biết là khác. Tuy nhiên mình nói qua một chút thôi để cho các anh em có thể dễ hình dung. Nếu như cái vị phấn của hoa Iris, hoa diên vĩ, thì nó có một cảm giác nó mạnh hơn và cái độ bột nó không được dày bằng. Thì ở hoa Violet, khi mà chúng ta ngửi, chúng ta sẽ cảm thấy nó giống như kiểu là nói thế nào nhỉ? Nó dày mùi, nó ngậy hơn và là một cái gì đấy nó mượt hơn, chứ nó không thanh, không sắc như kiểu bột của hoa diên vĩ. Thì nói để ở đây để các anh em có thể dễ hình dung cái tông mùi của Bentley Edition Black nó sẽ là như thế nào. Đó là cái vị mượt, ngậy, phấn dày mix cùng với cái tông gỗ đó. Thì chắc chắn rằng những cái kiểu tông mùi này nó sẽ rất là nịnh mũi, rất là dễ gây những cái thiện cảm khi mà các anh em xịt. Đó thì ở đây mình muốn giới thiệu lại cho anh em một sản phẩm của nhà Bentley. Chai hoa thứ 5 đó là Burberry Weekend, một tông citrus mà chúng ta có thể gặp hàng nghìn chai. Nếu như chúng ta nghĩ rằng là ví dụ như cam chanh khi mà mix lại với nhau, ôi quá là dễ rồi, rất là nhiều chai làm được, thì đấy là một cái gì đấy mình nghĩ rằng là một sai lầm. Bởi vì citrus có thể là dễ, thế nhưng làm sao để mượt, làm sao để mà không cảm thấy cái vị hóa học, không cảm thấy cái vị thô khi mà chuyển biến các cái nốt cam quýt nó mix lại cùng với nhau, thì nó thật là không phải là chai nào cũng có thể làm được đó. Và ở Burberry Weekend này thì mình đánh giá rằng nó làm rất là tốt và kết hợp cùng với hoa thường xuân. Tuyệt vời. Thật sự là từ ngày mình ngửi cái chai này, mình đã tâm ra mình đã có cái đam mê tìm những cái chai nước hoa có sử dụng nốt hoa thường xuân. Và mình sẽ tìm một chai nào đấy mà có nốt chủ đạo, chứ không phải là làm nền, làm bè phụ giống như ở Burberry Weekend. Tuy nhiên mình nói lại, anh em nào mà muốn một cái tông mùi citrus thì đây, Burberry Weekend. Ok. Và cuối cùng, chai nước hoa mình muốn nói lại, Roberto Cavalli Uomo. Chất lượng niche trong cái thương hiệu designer. Mình đã có một cái video riêng của chai nước hoa này rồi thì thôi mình không nói lại nữa. Tuy nhiên thơm, thật sự là thơm các ông giáo ạ. Ok. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em một số chai nước hoa giá vừa phải và chất lượng mùi thì cũng độc đáo, tùy theo gu mùi của các anh em nhé, chứ không phải là nó sẽ phù hợp hết tất cả dành cho một người anh em nào đấy. Ok. Video của mình đến đây là hết. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Hãy like và share. Và anh em mình sẽ lại còn gặp nhau trong những video tiếp theo. Bye bye.